Xin chào các bé. Các bé ơi, bây giờ chúng mình cùng tìm hiểu về con chó con nhé. Đây là con gì? Đây là con gì? Đây là những con chó con. Con chó con kêu thế nào? Có mấy con chó con ở đây? Có mấy con chó con ở đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có 8 con chó con ở đây. Lông của chúng có màu gì? Lông của chúng có màu xám. Màu xám. Màu xám. Chúng đang chơi đùa với nhau. Trông chúng thật dễ thương. Lông của nó có màu gì? Lông của nó có màu gì? Lông của nó có màu vàng đậm. Màu vàng đậm. Màu vàng đậm. Con bò có mấy chân? 4 chân. 1 2 3 4 Con bò có